Hello, mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cục Phan Kỳ GT. Hôm nay mình đang có mặt tại bãi cát nha mọi người. Đây, hai chiếc xe Thaco. Quay cho tất cả mọi người thấy. Đây cô kia đấy. Đây là xe của ông Anh ở bên mình nha. Cũng có mấy bạn này vừa mới gọi mới chơi giờ mới vào mọi người. Còn đây xe mình nằm bên đây, nằm bên này để đỡ chói hướng mặt trời nha. Bữa nay cát thì hơi khan hiếm thì đây chính là những cái chuyến ăn Tết xong mà mình bắt đầu chạy lại nè mọi người. Sau khi nghỉ Tết thì tụi mình đã đi làm từ ngày mùng 8 âm của ngày Tết nha mọi người. Đấy thì hôm nay mình đi lấy cát thì hôm nay mình sẽ chạy hai chuyến, mình chạy lên kia, mình chạy hai chuyến cát và sau đó là mình sẽ về chuẩn bị ngày mai đi. Đây. Đây là chiếc Thaco ga cơ. Đấy, con ga cơ nha mọi người. Còn đây của mình là ga điện, con ga cơ đấy. Có máy lặn đàng hoàng luôn. Để mình quay hẳn múc cát. Ô, xe múc bị lầy. Đã rất lâu rồi mình không làm video dạng kể chuyện như thế này nha. Bình thường là mình cứ hay đi giao hàng tới nơi xong là mình mới quay mà mình gắn đến mũ. Đến khi mình ăn Tết là mũ mình rớt mất mọi người ạ. Cái mũ mình không biết mất đâu, giờ mình kiếm không ra, mình không có cái để đội trên đầu nữa, giờ mình phải cầm trên tay. Mình cầm trên tay giờ mình quay cái này cũng hơi khó này. Thì mình cầm không may mình biết cái lỗ micro thì nó không nói được nha. Đấy, đây để mình quay cho tất cả mọi người xem ở đằng trước rồi đấy. Đằng trước đây là một con suối này, cực kỳ đẹp luôn. Đây có xe không anh? Đó, xem bên đây. Cắt xây cực kỳ nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi lên xe để mình đề máy rồi. Không, mình ngồi đây đi, mình ngồi nói chuyện tí. Nhiều bạn cứ hỏi mình về giá cả xe này mọi người ạ. Đây, ngồi bên này đi. Cứ hỏi mình về cái giá cả xe như xe Thaco FD850 này ạ. Hôm bữa là năm sản xuất 2023 này. Và bên Trung Hiếu mình mua luôn năm 2023, tức là không mất đời nào ạ. Thì hồi đấy là anh mua, anh bảo là 860 triệu là giá đến khi lăn bánh nha. Còn hiện tại bây giờ hình như nó đang có chỉ còn lại 840 triệu mọi người ạ. 810 hay 820 gì đấy. Hôm bữa mình xuống Lò Gạch cũng vừa gặp ông anh mới mua, mình cũng hỏi là 820 triệu, đúng rồi, chính xác là 820 triệu. Tại vì cứ qua một đời là xe nó sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm đó. Đấy, ví dụ như xe này vẫn còn mới nguyên mà ở trong nhà máy đúng không? Khi mà chúng ta đi mua là ví dụ nó sản xuất năm 2023 chẳng hạn. Ví dụ 6 năm sau mà mình đi mua thì nó đã mất 6 đời và lúc đó giá nó sẽ giảm xuống, có thể là giảm còn 4-500 chẳng hạn, nó kiểu đấy mọi người ạ. Mình cũng không hiểu tại sao là như thế. Hồi xưa mình cứ tưởng là khi nào mình đi mua xong mình đăng ký giấy tờ đồ đấy kia, mình đăng ký là đăng ký cái lúc mà mình mua là đăng ký chạy á, thì người ta mới bắt đầu tính đời chứ. Ai ngờ là người ta vẫn tính luôn từ lúc sản xuất hoàn thiện cái chiếc xe như thế này á, là rao bán ra là người ta tính luôn từ cái lúc đấy. Thế thì mình nghĩ vậy thì ít ai lại dám đi mua cái xe mà nó đã gần nửa đời mà mua về xong rồi chạy lỡ đâu có việc hay không có việc nó lại không hay cái chỗ đấy. Là thì thật ra nó lại là như vậy đâu mọi người ạ. Giờ mình cũng mới biết luôn. Đấy, xe mình thì 2 năm đầu tiên sẽ làm mới đi đăng kiểm nha. Và bắt đầu những năm tiếp theo là cứ đi đăng kiểm 1 năm một lần. Đấy, khi nào được 6 năm là bắt đầu về 6 tháng, 6 năm à 7 năm chứ. 7 năm là sẽ về 6 tháng nha mọi người. Hiện tại chỗ mình bây giờ nó rất là nắng mọi người ạ. Nắng và cũng may là nó có gió nhẹ nhẹ một tí.
trong khi ăn Tết vừa qua thì cái lượt xem ở kênh YouTube mình ít quá, mình cũng không biết tại sao nó lại ít, nó ít bất ngờ luôn mọi người ơi, nó ít, nó sụt sâu luôn. Còn bình thường hồi trước hay là do cái dịp Tết mọi người đi chơi nhiều quá nên là không ai xem video kênh của mình nữa, nên là cái lượt xem và cái doanh thu của mình nó cũng ít theo đấy. Mà mình cũng hy vọng là bắt đầu sau khi Tết xong xuôi trở đi và mọi việc ổn định trở lại thì mình rất mong tất cả mọi người sẽ ghé vào kênh Phan Kỳ GT để xem những cái hành trình của mình và học hỏi những kinh nghiệm lái xe với nhau nha mọi người. Đấy, thì bây giờ mình đang lấy chuyên cát, để thì nữa mình lấy chuyên cát mình chạy lên tận trên biên giới ạ. Nhưng mà mình lại không có cái mũ nữa, khổ nỗi hôm nay mình quay hơi khó đấy. Chắc mình sẽ để cái camera ở đằng sau cabin, tại vì mình không có cái mũ. Cái mũ mình mất rồi, mình không có cái chân máy để đội lên đầu này. Thứ hai nữa, mình hôm nay mình không có mang một cái gì hết, mình chỉ mang mỗi cái máy quay này, giờ mình đang cầm rất khó luôn nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sang bên kia mình coi anh kia mút xong chưa. Đây, anh đang đứng ngồi trên xe kìa, nắng quá. Đó, mọi người thấy không? Rồi để mình vào trong xe của mình đã. Nó để lên máy lạnh cho nó đã. Anh mút cũng sắp xong rồi đó. Ai à, đấy. Nóng quá, nóng quá. Rồi, giờ mình sẽ đặt máy quay như thế này nha, tại vì mình không có cái mũ với lại cái phụ kiện nào để mà mình quay máy quay. Tại vì hồi trước là mình lúc Tết xong là mình cho đứa em lái máy múc ở trên bãi á, mượn đi chơi, nên là mình mới lấy cái máy quay về hôm nay và mình chưa có mang theo phụ kiện nha, mình quên mất.
gần xe. Coi thử xem có cái gì nó trống ở gầm không, có cây nào nó bật không. Nó chưa dính cúc bô. Không bật đúng không? Có cây nào bật lên không? Bật rồi. Cua lố quá rồi. Cua lố quá rồi. Nghiêng là gãy cột nhà luôn đấy, nó mà nghiêng cái bánh xe là gãy cột nhà đấy. Đổ thế này tí nữa nó tràn ra vườn rau nhiều lắm. Thank you.
lên lên thùng á, trèo lên thùng xe á, chờ tới sân bóng đi chơi, trèo lên thùng xe á, trèo lên thùng xe á, đây này có cái thang đi kìa. Thôi mấy đứa kia ở lại nhá.
Nó bị đau cổ rồi. Nó bị đau cổ rồi. Mới tắm hả? Ôi mới ngủ dậy hả? Tưởng tắm chứ. Ôi mới ngủ dậy hả? Hả cái mắt thì giống như ngủ dậy kìa ơi. Tội nghiệp thế này. Ôi tội nghiệp. Không cho, không cho. Đây chơi xe này, chơi xe này. Bấm còi chim kìa.